mình á, mình có lực á thì mình nhấn vô giày, nhưng mà cái gì á nó nhỏ mà nó đâm á nó khác so với nguyên cái bàn chân nó đạp vô. Đau chưa? Quá cần quỷ gì cũng đau. Sắp ra rồi đó. Sắp ra rồi đó. Ừ. Không. Ừ. 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 Đúng rồi. Vô. Giữ lại lâu lâu tí nè, chỗ này lâu lâu tí nè. 10 giây gắn lên. Còn tự đúng mình chọt xuống dưới tới đất luôn nha, chứ phải chọt hai tấc nha. Thì nó là lower body. Gym nữ tâm kinh, cực phẩm gymmer, thước tha đầy mạnh mẽ. Em nằm ngay đi, em massage cho. Sắp ngửa gì cũng được. Cái đó là sắp. Ừ, cứ sắp đi, sắp đi massage trước. Massage bằng này nè. Vô không? Vô. Hả? Mạnh đúng không? Nani? Cái đó bằng tay mới được. Cái này vô đeo được đâu. Tức là cái này nó chỉ có... Thấy không? Vô nó không có phê lắm đâu. Cái đó là phải bằng tay. Còn cái này là như vậy. Thấy không? Với cái này á, dùng để lăn mấy cái chỗ này nè. Lăn mấy cái chỗ này nè. Đó, với lăn cái chỗ... Đó không? Nằm nhưng mà cái chân... cái chân em sắp gì chưa đi massage lần nào đúng không? Cái này còn trên cái massage luôn xìu đúng không nè. Trời đất, con PT có học mà ba khen gì chết rồi. Tao PT tao có trình mà đúng không? Đó. này ông PT tao có trình mà đó không? Đúng không? PT tao có trình. Ok, đó, PT người ta có trình mà đúng không? PT người ta có trình. Không, đừng để anh tự nhiên em đừng có quéo vô. PT người ta có trình mà. Đó, PT người ta có trình mà. PT người ta có trình mà. PT người ta để chân thẳng ra. Đừng. Đau nói nha. Đau nói nha. Đau chưa? Trời. Nani? Chưa hả? Đau chưa? Đau chưa? Dẻo dữ ta. No. Được chưa? Thôi ba, tôi cũng dám bẻ lên đâu, để cái rạch cái má chết luôn á. Thôi nhỏ, từ từ. Đau chưa? Lì. Đau chưa? Quá cần nhiều quỷ gì cũng đau. Đau chưa? Đang thấy không? Đưa hai tay đây. Rồi. Bắt. Đau chưa? Nó xếp xác rồi kìa. Ok. Cái nữa nè. Tăng độ khó nha. Nani? Để cưng gì đi. Ok. Đau chưa? Rồi. Rồi. Đi massage người ta đi tay đi chân để sát vô. À. Có này mở nhiều quá, không. No. Thoải mái không? Cái này là có dầu ô liu nè. Nó rên là vô rồi đó, rên là vô rồi đó. Không, rên là vô rồi đó. Ừ, rên là vô rồi đó. Nè. Này lúa giờ rồi đó, lúa giờ chút nhớ vo nha. Rồi, giang tay ra, ok. Giang tay ra. Nè. Ngày mai. Nani? Omae wa mou shindeiru.
Đừng có cười, đừng có cười nè. Nhột hả? Nè, cái chỗ này ngày mai nó nhất nè, là để nè. Đó. Ngay chỗ này á thì ngồi trong phòng nhiều đau lưng, em nhảy như chim á, làm gì đau lưng. Nè. Đau nói nha em. Rồi. Tay này thì chưa có gì hết. Rồi tới chân. Giống như tao gá massage luôn rồi đó. Ok. Nè, bữa hổm anh chỉ mấy em nhấn. Giờ chỉ bóp. Bóp là nằm thấy không? Bóp à. Nhưng mà ngày mai nó nhức bóp nó mới vô. Bữa nay nó chưa nhức thì phê phê thôi à. Đau không? Ê ê không? Thốn đúng không? Oh no. Thì em tập mông đùi á, nó nhức chỗ này nè. Ok chưa? Đúng rồi đây. Tại vì tay có lực con gái là không bao giờ nổi đó. Con gái cho này là phải đạp. Mình á, mình có lực á thì mình nhấn vô vậy. Nhưng mà cái gì á nó nhỏ mà nó đâm á nó khác so với nguyên cái bàn chân nó đạp vô. Nó bởi vậy ví dụ như đi massage á, tụi nó sẽ đi kỹ thuật là đi gót là nó ra vậy. Còn không á, nó nhấn lực con tay cái nó mạnh, nó nhấn đã lắm. Trời ơi. Đau không? Không. Thì hôm qua tầm này tầm ngực nó chưa vô. Quá nhẹ thôi, nhức rồi đó. No. Chỗ này là ngực trên nè. Rồi xong rồi cái vai nó còn ở đây nữa nè. Cái vai nó đã. Chỗ nào mỏi nhiều nó vô nhiều à. Bài mí. Rồi. Thôi mệt quá. Đi dậy vô, qua đây quất bài cardio nữa. Kéo. Rồi dứt. Chính xác. Giờ đừng kéo này sớm quá. Phích chỗ đi rồi kéo người không thôi. Đó. 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 Mạnh mẽ vô. Vô. Rồi, một cái tép. Đẩy ra xíu nữa. Đó. Đúng rồi. Lưng vô một tí. Rồi kéo ra. Right. Đó. Đó bình thường. Rồi mình tập này 15 giây rồi đúng không? Rồi xong mình đổi, đạp vô luôn. Rồi đạp ra. Đó, đạp vô luôn. Đạp ra. 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 Rồi giữ lại nè. Đó, giữ lại không phải giữ cái này thôi. Vẫn kéo thả bình thường. Kéo vô, đó là động tác 1 á. Cứ 1 2 1 2 1 2 mình lặp đi lặp lại vậy cho đỡ chán. Đó, người nhồi xíu nữa, nhồi xuống. Đó. Nhồi xuống. Đó. Nhồi xuống. Nhồi xuống. Rồi, nhồi xuống. Nhồi xuống. Đó, nhồi xuống. Nhồi xuống đây. Nhồi xuống. Nhồi xuống. Nhồi xuống. Tốt quá, trời tốt luôn. Rồi, thôi nghỉ mệt đi. Mốt em tập em cứ đổi qua đổi lại, đổi qua đổi lại vậy đó. Vô. Dứt. Đạp đi. Cầm cái này nè. Đúng rồi, kéo cho đẹp đó. Tèo 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 tèo. Em ru ha. Máy đầu xịn dữ trời. Ừ, máy tập em ru. Quá dữ. Tèo 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 tèo. Tèo 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 tèo. Tèo 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 tèo. Tèo 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 tèo. Đúng rồi. Đúng rồi, tội sung vậy. Không im điện sung quá. Sắp ra rồi đó. Sắp ra rồi đó. Sắp ra rồi đó. Ừ. Đó, từ từ đi em lắc cho nó sẽ ok. Đó, em lắc kết hợp với em đạp nó sẽ rất là đẹp. Nó nhìn bừa bừa nhìn mắc cười chứ ui. Lắc không gì cũng vô lắm chứ bộ hả? Giỡn hả? Mốt lắc vô đây nè, mở bay hết luôn rồi. Vô. Rồi ok, tốt rồi, ok, nghỉ đi em ơi, xuống dưới chí xô cho em xong rồi về nhà uống súp. Không ai pha cho uống luôn, xuống đây pha cho uống luôn nha. Rồi về nhà ăn súp cua ngủ được rồi.
phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.